Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ phát học bổng Kim Y Dương do Đậu Thanh Vân và Ngọc Vy thực hiện. Ngọc Vy xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị theo dõi buổi lễ trao giải thưởng Kim Mỹ Dương Foundation lần thứ 2 tại Pragmatics Building, Reston, Virginia, ngày 15 tháng 6, 2019. Kính chào các anh chị, các em và các cháu. Thật là một hân hạnh lớn khi chúng tôi hôm nay được... Nhằm mục đích khuyến khích và giúp các em có tinh thần hiếu học, Kim Mỹ Dương Foundation năm nay đã chọn được 17 em được giải thưởng. Ban giám khảo duyệt xét về đạo đức và học tập cùng năng lực cống hiến cho xã hội và hồ sơ cá nhân bao gồm bảng điểm, thành tích học vấn ở trường, sinh hoạt tập thể, phục vụ cộng đồng, bài tiểu luận, thư giới thiệu của các thầy cô, các vị cố vấn hướng dẫn các em trong việc học cũng như các sinh hoạt phục vụ cộng đồng, phỏng vấn trực tiếp và đánh giá về phong cách và lý luận của các em và dựa theo những tiêu chuẩn. Có thành tích học tập xuất sắc, có khả năng lãnh đạo đã được thể hiện qua các sinh hoạt tích cực cho hai cộng đồng Mỹ, Việt. Có niềm tự hào về dân tộc Việt Nam được thể hiện qua các kiến thức về lịch sử văn hóa và ngôn ngữ Việt. Có những ước vọng để đáp dụng nền tảng học vấn để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn ở nước Mỹ và Việt Nam. Có niềm đam mê để bảo vệ giá trị tự do dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới. Thành phần tham dự trong buổi phát giải hôm nay gồm có các viên chức đại diện cho các trường học trong vùng Hoa Thịnh Đốn, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền thông báo chí, cùng quý phụ huynh và quan khách Mỹ Việt hằng lưu tâm đến việc giáo dục thế hệ người Mỹ gốc Việt. Em Trần Quân, trường Đại học George Mason, đại diện các em được giải phát biểu. Kính thưa Cung Kim Minh Dương, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Long, quý nhà tài trợ, quý thầy cô, thưa ba mẹ và toàn thể quan khách. Cách đây hơn một năm, vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, chúng con là những sinh viên đầu tiên được vinh dự được nhận học bổng Kim Y Dương năm thứ nhất. Và ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2019, chúng con lại một lần nữa được xướng tên cho học bổng cao quý này. Đây là niềm hạnh phúc và tự hào không chỉ cho chúng con mà còn cho cả gia đình. Trước hết chúng con không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ sự biết ơn đến tấm lòng quảng đại của cô Dương Kim Mỹ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Long, quý nhà tài trợ và quý thầy cô đã yêu thương tin tưởng lựa chọn chúng con. Chúng con cũng xin bày tỏ sự nghi ơn sâu sắc của mình đến cha mẹ và gia đình đã sinh thành dưỡng dục và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con chuyên tâm học hành và phục vụ cộng đồng. Đối với chúng con, học bổng Kim Y Dương không chỉ là một phần thưởng, một sự hỗ trợ về học phí, mà còn là một sự ghi nhận và một niềm thôi thúc chúng con luôn luôn ý thức về dòng máu Việt Nam trong tim của mình. Thông qua những việc chúng con làm, có thể là dạy tiếng Việt cho các em gốc Việt, dạy toán cho các em, hoặc là đi phiên dịch cho các bệnh nhân ở trong bệnh viện. Những việc làm đó cùng với những điều giáo dục của gia đình và của trường lớp, của quý vị đã hun đúc cho chúng con về tinh thần Việt Nam và ý thức phải luôn luôn gìn giữ bản sắc văn hóa của mình, không ngừng tự hào và bộc lộ điều đó khi đứng trước tất cả những người Mỹ và những người khác trên toàn thế giới này. Khi nhận học bổng này lần thứ hai, chúng con biết rằng đạt được một thành tựu đã khó, duy trì nó thì càng khó hơn. Cho nên chúng con sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập và đặc biệt là trong các hoạt động phục vụ cộng đồng để chúng ta góp phần vinh danh nồi giống lạc hồng tại xứ cờ hoa này. Nhân đây cho phép con cũng xin được gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn năm đầu tiên được nhận học bổng này. Chúc các bạn năm sau cũng giống như chúng mình bây giờ. Cuối cùng, xin cho chúng con được hòa với tiếng lòng của tất cả quý vị. Chúng ta gửi một lời cảm ơn đến cho nước Mỹ đã cưu mang và đón chào những người gốc Việt chúng ta.
Sự bao dung và lòng nhân ái của nước Mỹ làm cho đất nước này vĩ đại. Và thật hãnh diện khi có những dấu chân Việt Nam đã và đang và sẽ in trên con đường hùng cường của nước Mỹ. Và chúng ta, tất cả những người Mỹ gốc Việt sẽ cùng sát cánh với toàn thể nhân dân Hoa Kỳ làm cho đất nước này tiếp tục vĩ đại. Buổi lễ kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. Năm nay chúng ta có 17 giải thưởng và cảm thưởng của một ban giám khảo là các em rất xuất sắc. Các em tuy là sinh trưởng ở Mỹ nhưng các em đã được gia đình cho các em hiểu biết về văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam. Các em rất giỏi về học vấn và những việc thiện nguyện trong đời sống. Các em là những cái phần tử đang lớn lên có thể giúp đỡ được cộng đồng chúng Việt Nam chúng ta cũng như là nước Hoa Kỳ, nước Việt Nam và toàn thế giới. Xin chào em Lauren và xin em hãy cho biết cảm nghĩ về cái buổi scholarship hôm nay. I'm so thankful to receive a scholarship from the Kim Il-sung Foundation. They are a long-time supporter of George Mason University and also the students and the graduates of George Mason University. So it is a really big honor to receive a scholarship, be recognized, being a Vietnamese-American student, being able to learn and educate themselves for higher education and for the future of the Vietnamese community. Hôm nay em rất hạnh diện để được nhận học bổng 2019-2020. Để học George Mason. Em rất cảm ơn cô Kim Mi Dương và nhóm Foundation Kim Mi Dương Foundation của cô đã cho em một cơ hội để tiếp tục học và mai mốt em sẽ lớn lên em sẽ đóng góp lại cho cô và nhóm Việt. Cháu rất là vui để được cái scholarship này cho để giúp cháu với trường đại học và cái major của cháu. Dạ, cháu đang học biology. Hôm nay em đi dự cái buổi trao lễ giải của Kim Mi Dương Foundation này thì rất là tự hào mình là người Việt Nam. Và cũng là rất là tự hào là một trong những em ngành thiếu nữ, thanh thiếu nữ của gia đình Phật tử Hoa Nghiêm ở vùng Fort Belvoir đã được nhận cái giải này. Thì cảm thấy là cái công sức của các anh chị huynh trưởng trong gia đình Phật tử đã bỏ ra không có bị mất mát đi đâu hết và đã được vào các em. Và hy vọng là những cái gì các anh chị huynh trưởng trong gia đình Phật tử Hoa Nghiêm Fort Belvoir đã cống hiến cho các em thì các em sẽ dùng những cái bài học đó để mà đi tiếp cái con đường đời tiếp theo của các em trong tương lai, những công việc và những cái gì các em chọn lựa để làm trong tương lai. Ngọc Vi tường trình từ buổi lễ trao giải thưởng học bổng Kim Mỹ Dương Foundation lần thứ 2. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ 2 đến thứ 6 trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình.